Xin chào các bạn, tôi là Tạ Vân, chuyên gia huấn luyện viết chữ đẹp, nói lời hay. Tôi là người sáng lập ra Ánh Dương Edu, bút mài thời Ánh. Sau đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn biết 5 phương pháp vô cùng hiệu quả trong việc luyện chữ đẹp cho học sinh. 1. Phương pháp kể chuyện, nêu gương. 2. Phương pháp đàm thoại, gợi mở. 3. Phương pháp trực quan. 4. Phương pháp luyện tập, thực hành. 5. Phương pháp chia nhóm chữ. Để biết cách vận dụng các phương pháp trên một cách hiệu quả nhất, hãy liên hệ với team của tôi theo địa chỉ tôi ghi bên dưới. Chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn đạt được nhiều hơn những gì bạn mong đợi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.